Trần Nhân Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và số thì quý vị à, hôm qua bị bệnh không nghe được không làm gì được hết và ngày hôm nay thì vẫn còn cái cổ vẫn còn bị khang dữ lắm thì cố gắng làm tin tức cho quý vị để quý vị nắm rõ tin mỗi ngày thôi chứ à, xin quý vị thông cảm cho là bởi vì bệnh quá và là không có nói nổi nữa cho nên là cố gắng nếu mà cái âm thanh và cái giọng có bị gì thì à, tất cả quý vị à, thông cảm cho cảm ơn tất cả khán giả và để đi vào bản tin ngày hôm nay đầu tiên hết là thủ tướng Anh đã lên án một đám đông gọi là hung hăng đã đi tới uh, biểu tình ở nhà của một uh, thành viên trong nghị viện Anh và trong đó những người này là những người ủng hộ cho Palestine thủ tướng Anh là ông Rishi Sunak trong ngày thứ tư đã lên án một cái đám đông mà ông mô tả là một đám đông đầy hung hăng khi mà họ kéo tới biểu tình bên ngoài ngôi nhà của một thành viên bảo thủ thuộc uh, uh, đảng bảo thủ là Tobias Alworth uh, trong ngày thứ hai thì nhà của thành viên này là nằm ở Bonemau East và trong đó thì cảnh sát đã phải bảo vệ cho gia đình này và ngăn chặn từ 60 60 cho tới 100 người ủng hộ cho Palestine dương cờ và tới biểu tình ở đây và trên trang platform X thì ông Sunat cho biết nên dân chủ đã được xây dựng trên sự tranh luận về tự do và nó gia tăng rất nhiều và bây giờ thì thành viên của nghị viện đã trở thành một cái mục tiêu của những kẻ được xem là hung hăng và trong đó họ đe dọa tới tự do chúng ta không thể để cho chuyện này xảy ra ông đã cho biết gì trên và việc này được diễn ra sau khi mà ông El Wood đã nói với lại truyền hình BBC là trong cái chương trình gọi là Step Too Far trong đó ông nói rằng là việc mà xây dựng một đất nước Palestine cần phải có một lộ trình dài và trong đó cần phải làm việc với lại phía Do Thái. Đây được xem là một trong những cái cuộc biểu tình của những người ủng hộ Palestine. Trong đó họ gần như là đe kéo tới và đe dọa nhà của nghị viên này một cách riêng tư. Và trong đó gần như là khiến cho cảnh sát phải bảo vệ cho gia đình của người nghị viên này. Đó là tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, điện kremlin đã bác bỏ lời cảnh báo của hoa kỳ cho rằng nga đang tăng cường cái khả năng nguyên tử gò trên không gian uh, trên ca không gian vũ trụ. bản tin mới nhất từ moscow cho biết, thì điện kremlin đã bác bỏ một cái lời cảnh báo từ phía hoa kỳ nói rằng là cái chương trình về nguyên tử không gian của nga đang có tình trạng phát triển ở trên đây và nó uh, tới mức nguy hiểm và báo động một điều mà phía tòa tòa đốc nói rằng các nhà lập pháp cần phải chấp thuận cho việc đối phó với nga trong cái ngân sách hoa kỳ đã nói với quốc hội và các đồng minh âu châu về cái tin tức tình báo trong đó có liên ngang liên trang tới cái chương trình khả năng nguyên tử của nga có thể là đe dọa quốc tế và trong đó bao gồm luôn việc mà nga phát triển cái chương trình nguyên tử của họ lên không gian vũ trụ và với cái khả năng mới này nga có thể phát triển một số những cái loại vũ khí trên không gian vũ trụ và nó có thể đe dọa tới trực tiếp tới Hoa Kỳ theo nguồn tin cho biết và phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết ông ta không biết là Hoa Kỳ lấy tin đó từ đâu tuy nhiên ông bác bỏ toàn bộ chuyện này những gì mà tòa bà đốc đang muốn à, đang muốn làm là tìm cách là tạo ra những cái tin tức và để à, họ có thêm tiền chi cho cuộc chiến ở tại Ukraine và chúng tôi đã nhìn thấy được cái trò thủ đoạn này của tòa bà đốc đã sử dụng đó là lời phát biểu của Dmitry Peskov cho biết trong cái đó thì à, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là Sergei Ryabkov cũng lên tiếng và nói rằng đây là một cái hành động được xem là tung tin giả từ phía của Hoa Kỳ. Phía Nga cho biết là họ vẫn tiếp tục có cuộc chiến với lại phía của Ukraine được xem là đối đầu lớn nhất của Nga và khối Tây phương kể từ năm 1962 sau cái biến cố của. Cuba Missile tức là cái cơn khủng hoảng về uh, hỏa tiễn và của Cuba năm 1962 và Moscow và Washington đã cảnh báo nhau về tình trạng gọi là có sẽ có một cái cuộc uh, tranh chấp giữa NATO và Nga. Nga và Hoa Kỳ được xem là hai quốc gia có quyền lực nguyên tử lớn nhất thế giới. Chính họ chiếm gần như là 90% các cái lượng nguyên tử của thế giới và điều này dẫn tới việc mà Hoa Kỳ nghi ngờ là Nga đang tìm cách phát triển cái vũ khí nguyên tử của họ lên không gian vũ trụ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Hoa Kỳ lại ban lệnh cấm vận với ngân hàng trung ương của Iran và một số những cái cơ sở khác mà họ đã đã hỗ trợ. Hoa Kỳ trong ngày thứ tư cho biết là họ đã ban hành lệnh cấm vận với lại cái ngân hàng trung ương của Iran gọi tắt là CPI tức là Central Bank of Iran cùng với là hai công ty uh, nằm uh, có trụ sở ở tại Vương quốc Ả Rập thống nhất một công ty ở tại uh, thổ nhĩ kỳ và trong đó ba cá nhân đã tìm cách uh, buông lậu những cái uh, kỹ thuật của hoa kỳ cho uh, ngân hàng CBI tức là ngân hàng uh, trung ương của Iran tất cả những cá nhân này đều bị nhắm mục tiêu bị cấm vận và trong đó họ đã tìm cách uh, đánh cắp tất cả những kỹ thuật của hoa kỳ sử dụng và uh, bởi cái ngân hàng CBI vi phạm vào lệnh cấm xuất cảng và giới hạn xuất cảng của hoa kỳ bộ tài chánh đã đưa ra trong bản sách minh bạch bộ tài chánh cho biết là cbi tức là ngân hàng trung ương của iran đã nằm dưới lệnh cấm vận trong đó họ đã cung cấp cái nguồn tài chánh cho lực lượng cách mạng hồi giáo iran và lực lượng vũ trang của quốc gia này để thực hiện các cái chiến dịch ở hải ngoại trong đó bao gồm luôn cả những nhóm dân quân do họ hỗ trợ là hezbollah một cánh gọi là dân quân do nhà nước iran hỗ trợ ở tại lebanon và lệnh cấm vận này là hành động nỗ lực mới nhất của Washington trừng phạt cho Tehran trong đó để đan đề phía Tehran đối với lại các cái mạng lưới về tên gọi là những tổ chức dân quân ở tại Iraq, Lebanon, Syria và Yemen cũng như giải Gaza khi mà tấn công vào các mục tiêu Hoa Kỳ và do Thái. Bộ Tài chính cho biết thì các cái công ty mà đã bị đã được hỗ trợ bởi CBI gồm có công ty có, có tên gọi là Information Service Corporation của tác là ISC. Uh, ngoài ra thì một cái ngân hàng khác ở tại uh, vương quốc Ả Rập thống nhất có tên gọi là Advanced Banking Solution Trading uh, (DMCC) và công ty thứ ba là là có tên gọi là Freedom Star uh, General Trading và công ty tại thổ nhĩ kỳ thì có tên là hismater và đây là những cái công ty và những cá nhân đã bị cấm vận bởi hoa kỳ bởi vì họ đã được hỗ trợ bởi ngân hàng của trung ương của iran iran và tìm cách lấy kỹ thuật của hoa kỳ và cung cấp cho lực lượng gọi là quân sự của iran đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay tổng thống erdogan của thổ nhĩ kỳ cho biết thổ nhĩ kỳ sẵn sàng hợp tác với ai cập trong vấn đề của giải gaza Bản tin từ Cairo và Ankara cho biết, thì à, Tổng thống thổ nhĩ kỳ là ông Tajib Erdogan trong ngày thứ tư nói rằng thổ nhĩ kỳ sẵn sàng hợp tác với Ai cập để tái xây dựng Gaza trong chuyến viếng thăm lần đầu tiên của quốc gia này kể từ năm 2012. Ông Erdogan và đối tác của ông là ông Abdel Fattah al-Sisi đã cùng tham gia cuộc họp báo vào ngày thứ tư và trong đó thì à, họ diễn ra ở tại Ai cập trong cuộc đối thoại song phương và đây là một bước cần thiết để mà tái xây dựng lại mối quan hệ của hai quốc gia được xem là quyền lực ở khu vực. Ông Erdogan cho biết là cái thảm kịch về nhân đạo ở giải Gaza là nghị trình hàng đầu của cuộc các cuộc đối thoại. Chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác và sẽ có những cái hỗ trợ của chúng tôi với lại các anh em người Ai Cập và chúng ta sẽ chấm dứt cái cuộc đổ máu tại giải Gaza. Ông cho biết như trên và nói rằng ông sẽ nói chuyện với phía Ai Cập ở mọi mức độ khác nhau để giúp thành lập lại hòa bình và ổn định ở khu vực ông Tajib Erwin cam kết rằng sẽ tăng cường thêm cái đầu tư làm việc với Ai cập khoảng 15 tỷ Mỹ kim trong cái giai đoạn ngắn và hai quốc gia này sẽ bắt đầu hợp tác về vấn đề năng lượng và vấn đề hợp tác về quốc phòng à, tôi à, có thể đoan chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục có những liên hệ với người dân của chúng ta à, trong vòng 10 năm qua và chúng ta vẫn có những cái đầu tư để có thể tăng trưởng cái mức kinh tế quan hệ của Ankara và Cairo đã bị đổ vỡ từ năm 2013 sau khi mà phía Ai cập và lúc đó là người lãnh đạo là ông cc -ch 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 đã gần như là, là nằm ở trong cái nhóm gọi là Pradohut Mohammad Musi đồng minh của thổ nhĩ kỳ và trong đó họ ông đã đắc cử trở thành tổng thống một năm sau đó sau khi có cuộc nổi loạn này và các quốc gia này đã được năm ngoái đã bắt đầu cho tái bổ nhiệm là đại sứ và nối kết lại các cái ban giao và đây được xem là một trong những cái nối kết giữa ai cập và thổ nhĩ kỳ để có thể giúp đỡ cho giải gaza Ờ, ông Erdogan cho biết là căng thẳng của Ai Cập, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia cùng với Do Thái từ năm 2021 và kể từ đó thì ông ta đã có cuộc nói chuyện với lại uh, ông Benjamin Netanyahu trong việc mà Do Thái đang nhắm vào nhóm Hamas tại giải Gaza. Ai cập, do Thái và Qatar cũng gì cùng với Hoa Kỳ đang có cuộc đối thoại vào ngày thứ ba để tìm kiếm một cái thỏa thuận cho giải Gaza và Cairo nói rõ ràng là họ không cho phép cái làn sóng tị nạn tràn của biên giới của họ, đặc biệt là người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, các giới chức của do Thái lên tiếng và bác bỏ một quốc gia Palestine là một phần trong cái kế hoạch gọi là sau cuộc chiến một viên chức hàng đầu của chính quyền ông benjamin netanyahu đã bác bỏ việc thành lập một quốc gia palestine trong ngày thứ năm tiếp theo tờ washington post cho biết là đồng minh thân cận của do thái là hoa kỳ đang chuẩn bị cho cái dự tính là sẽ thành lập một quốc gia palestine chúng tôi sẽ không đồng ý với dự tính này và Palestine vẫn có quyền à, có, à, thực hiện à, họ vẫn à, thực hiện các cái cuộc thảm sát nhắm vào chúng tôi và một quốc gia Palestine à, mà với Jerusalem làm thủ đô của họ là điều này chúng tôi không thể chấp nhận được đó là lời phát biểu của bộ trưởng tài chính là Benjamin à, Smalltrick đã cho biết như trên một quốc gia Palestine là và một quốc gia do thái cần phải uh, hiểu rõ hơn sau khi nó xảy ra cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 ông đã đòi hỏi là phải có một cái lộ trình khác thay vì thành lập một quốc gia Palestine. Tờ Washington Post báo cáo vào ngày thứ năm hoa kỳ đang làm việc với những quốc gia ả rập bao gồm cả ai cập jordan và vương quốc ả rập thống nhất qatar và saudi arabia nơi mà do thái đã có thành lập một số quốc gia đã có quan hệ ngoại giao với họ và trong đó họ muốn là sẽ thành lập một quốc gia palestine tại đây trong khi đó thì văn phòng bộ ngoại giao của palestine và văn phòng chính trị của họ vẫn chưa cho biết là palestine sẽ có một cái quốc gia gọi là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc hay không trong tương lai trong khi đó thì phía của ông Smotrich lên tiếng và nói rằng việc thời điểm này không phải là thời điểm tốt để thành lập một quốc gia Palestine đây là một thảm kịch Quý vị đang trao giải cho người Palestine sau cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 khi muốn thành lập một cái quốc gia Palestine đây được xem là lời phản đối khá mạnh của phía do Thái đưa ra sau khi mà xảy ra cái cuộc khủng bố vào ngày 7 tây tháng 10 và giờ đây do Thái đang tìm cách gọi là trấn áp để nhóm Hamas đang nhà ở khu vực ở gia thành phố gọi là Rafah gần biên giới của Ai Cập. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Microsoft cho biết họ đã ngăn chặn được các hacker của Trung Quốc, của Nga và của Iran đang tìm cách sử dụng các cái công cụ về AI. Bản tin từ Washington cho biết thì các quốc gia hậu thuẫn cho những tên hacker từ Nga, Trung Quốc và Iran đã sử dụng một số những cái công cụ từ cái công ty gọi là Open AI do Microsoft bắt up tức là Microsoft hậu thuẫn để thúc đẩy các cái mục tiêu của họ theo tương trình công bố vào ngày thứ tư. Công ty Microsoft cho biết rằng các hacker này đã đã làm việc với lại lực lượng một tình báo quân sự của Nga, lực lượng cách mạng hồi giáo của Iran và kể cả lực lượng của Trung Quốc và Bắc Hàn đang tìm cách sử dụng những công cụ AI của công ty này qua cái coi trang gọi là Open AI một cái chương trình computer trong đó được xem là trí tuệ nhân tạo và trong đó họ đang tìm cách gọi là nghiên cứu những cái công cụ này và sử dụng những công cụ này cho mục tiêu quân sự của họ. Nga và Bắc Hàn, Iran à, vẫn chưa lên tiếng cho biết về cái bản báo cáo của công ty Microsoft. Riêng tòa đại sứ Trung Quốc ở tại um Washington DC thì nói rằng đây là một trong những cái uh, uh, bôi nhọ và không có một căn cứ nào để nhắm vào trung quốc và uh, họ nói rằng đây là những cái tin mà do microsoft đưa ra là không đúng và họ đang phát triển ai theo chiều hướng được xem là uh, tốt hơn trong khi đó thì lời cáo buộc này nói rằng các hacker đã sử dụng cái công cụ ai để làm gián điệp và phá hủy cũng như xâm nhập vào một số những cái trang network mà trong đó bắt đầu từ năm ngoái khi mà họ sử dụng tất cả những công cụ này để xâm nhập vào các mạng lưới network và công ty Open AI cũng như Microsoft mô tả rằng các hacker này đã sử dụng các công cụ về AI tức là trí tuệ nhân tạo sớm nhất và họ đang tìm cách à, thực, thực hiện các cái cuộc gọi là gián điệp không gian mạng và có thể sẽ à, phát triển cái à, cái hệ thống AI này của họ các hacker cáo buộc là họ làm việc với lại giới quân sự của nga và tình báo của nga mở rộng được biết với cái tên là GRU. trong đó gần như họ sử dụng tất cả những cái hệ thống satellite radar và tất cả những cái à, cái dụng cụ mà họ đã sử dụng trong cái cuộc chiến quân sự tại Ukraine và Microsoft cho biết hacker của Bắc Hàn đã sử dụng để tìm cách gọi là đánh cắp các cái tiền điện tử và xâm nhập vào các cái trang mạng điện tử mà mua có mua bán tiền điện tử. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của Microsoft đưa ra và cho thấy là các hacker của Trung Quốc, của Bắc Hàn, của Iran và của Nga đang tìm cách sử dụng tất cả những cái kỹ thuật của Hoa Kỳ và cái hệ thống AI của Hoa Kỳ. Đây là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Hoa Kỳ đã điều 5 hàng không mẫu hạm tới khu vực phía Tây Thái Bình Dương để tăng cường cái khả năng kẹp chế đối với Trung Quốc. Hoa Kỳ đang đưa những hàng không mẫu hạm của họ tới khu vực phía tây của Thái Bình Dương trong năm nay, một dấu hiệu cho thấy tăng cường mức khả năng kiềm chế đang có sự bành trướng của Trung Quốc ở tại khu vực và đặc biệt là cả Trung Quốc lẫn Bắc Hàn. Ít nhất đã có 3 chiếc hàng không mẫu hạm đang hoạt động tại phía tây của Thái Bình Dương và hai cái đang trên đường tới. Hiện nay họ đã tới lần đầu tiên trong tổng cộng là 11 cái hàng không mẫu hạm đang hoạt động của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln một phần trong cái lực lượng à, hạm đội của Hoa Kỳ đã đã, đã đã bắt đầu rời khỏi bến cảng ở San Diego và đang trên đường tiến tới phía Tây của Thái Bình Dương. Và trong đó, họ sẽ làm việc với lại phía của trung tâm chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trong đó thì à, chiếc kế tiếp là chiếc USS George Washington dự tính sẽ khai triển tới khu vực này à, cùng với lại để thay thế cho chiếc hàng không hạm USS Ronald Reagan đang nằm ở tại cái bến cảng gọi là Yokosuka ở Nhật Bản. Trong lúc đó, họ đang có một cái căn cứ đóng tàu của Hoa Kỳ tại đây, chiếc USS George Washington được xem là một trong những cái hàng không hạm nguyên tử của Hoa Kỳ đã được khai triển tới phía của Nhật Bản và họ sẽ phục vụ từ năm 2008 tới năm 2015 và sau đó nó được thay thế bởi chiếc Ronald Reagan và giờ đây nó sẽ quay trở lại để làm việc ở tại khu vực này cùng một lượt, thì chiếc hàng không mẫu hạm cap Vision và chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cũng đã đặt ở tại Guam và Hawaii. Trong ngày thứ hai dự tính là sẽ tiếp tục ở lại khu vực Thái Bình Dương cho tháng 4 và tháng 6 ở tháng 7. Và tháng trước thì chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và chiếc ca Vision đã tham gia vào hàng loạt các cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Philippines trên vùng biển của Philippines. Trong đó gần như là có cuộc tập trận rất lớn tại đây và theo tường trình của đại tất hàm đội cho biết thì cuộc tập trận này là gia tăng sự tác chiến và khả năng điều khiển ở trên hàng hải chúng tôi có thể đưa ra những cái bảo bản báo cáo về tất cả những cái cần thiết liên quan tới cái vấn đề an ninh hàng hải và chúng tôi sẽ thực tập tất cả những chuyện này đó là lời phát biểu của phó đề đốc Christopher Alexander chỉ huy trưởng của hàng không hạm Theodore Roosevelt và cùng với lại ít nhất là 9 chiếc tàu tác chiến đi theo chung với chiếc hàng không hạm này. Và chúng tôi đang duyệt xét việc tăng cường khả năng kiềm chế của chúng tôi ở khu vực. Vào tháng Giêng, thì chiếc USS Vision đã thực hiện cuộc tập trận với Nam Hàn và của Nhật Bản ở về bờ biển phía đông của Trung Quốc và gần như là tăng cường khả năng kềm chế đối với Bắc Hàn. Và hiện nay, 5 chiếc hàng không mẫu hạm này đang có mặt tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương và sẽ tăng cường khả năng kềm chế đối với PLA. Trong khi đó, thì phía lực lượng của Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng trên khu vực eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình eo biển Đài Loan ngày hôm nay, hai ngư phủ của Trung Quốc đã bị thiệt mạng sau khi bị đuổi rượt đuổi bởi lực lượng tuần duyên của Đài Loan. Hai ngư phủ của Trung Quốc đã rớt xuống biển và bị thiệt mạng sau khi bị rượt đuổi bởi lực lượng tuần duyên của Đài Loan ở khu vực phía bắc của đảo Kim Môn. Đài Bắc cho biết là các cái tàu này đã xâm nhập vào vùng hải phận của Đài Loan vào ngày thứ tư tổng cộng là bốn chiếc bốn ngư phủ trên một chiếc tàu đã bị uh, uh, lục soát và đã bị uh, ngăn chặn bởi phía lực lượng tuần duyên của Đài Loan. Bắc Kinh đã có lời lẽ lên án may, uh, gây gắt về cái biến cố này và nói rằng hành động này đã gây tổn thương rất lớn cho cả hai phía ở trên eo biển Đài Loan. Đảo Kim Môn nằm cách khoảng 3 cây số từ cái uh, phía bờ biển đông nam của Trung Quốc và được xem là cái tiền đồn căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan là một đại tỉnh phản loạn và sẵn sàng đánh chiếm bằng vũ lực trong những năm gần đây. Thì cư dân đảo Kim Bôn đã cho biết là đã gia tăng sự hiện diện của các tàu đánh cá của Trung Quốc và trong đó gần như nơi đang có khoảng 180.000 người dân đang sinh sống tại đảo này nằm cách thêm lục địa của Đài Loan khoảng 187 cây số và trong đó hai người trên chiếc tàu này đã được uh, loan báo là chết sau khi được uh, đưa vào trong bệnh viện sau khi mà họ bị rớt xuống biển. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc thì lên án gây gắt việc trượt đuổi của tuần duyên Đài Loan. Trong khi đó lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết là họ muốn bắt giữ, bắt giữ, bắt giữ và ngăn chặn việc xâm nhập cái lãnh hải của Đài Loan chứ không phải là muốn uh, khiêu khích đối với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các nhà lập pháp được dẫn đầu bởi một nhân vật ngoại môn Trung Quốc mô tả là China Hawk là ông Mike Glenner sẽ viếng thăm Đài Loan vào tuần tới. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông Mike Glenner, chủ tịch tiểu ủy ban đối phó với cộng sản Trung Quốc dự tính là sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Đài Loan vào tuần tới và chuyến đi này có thể sẽ gây nổi giận cho Bắc Kinh. Tuy nhiên các nhà phân tích nói rằng lực lượng Piu vẫn chưa có ý định là sẽ có một cuộc tập trận lớn để mà đe dọa tới đảo quốc Đài Loan trong lúc mà các nhà lập pháp viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Ông Gallagher là chủ tịch của tiểu ủy ban đặc trách về đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc, dự tính là sẽ tới Đài Loan vào ngày 21 tây tháng 2. Theo tương trình của tòa như Financial Times cho biết vào ngày thứ tư chỉ ra nguồn tin thân cận cho cái dự tính này và bản báo cáo cho biết là ông Gallagher hơn à, dự tính là sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm 7 nhà lập pháp trong chuyến viếng thăm này và sẽ gặp gỡ với lại tổng phó tổng thống Lai Chinh người vừa thắng cử chức tổng thống và trong cuộc bầu cử vừa qua và họ sẽ gặp gỡ với một số thành viên trong nghị viện của của Đài Loan tức là hội đồng lập pháp của Đài Loan bao gồm luôn cả ông Han Kon Yu là chủ tịch hội đồng lập pháp của Đài Loan và thuộc đảng đối lập và là một nhân vật thân Bắc Kinh văn phòng tổng thống đã vẫn chưa xác nhận cái chuyến viếng thăm này tuy nhiên bộ ngoại giao cho biết là họ vẫn chưa nhận được đầy đủ tất cả những thông tin cần thiết liên quan tới chuyến viếng thăm này vì dân biểu đã ở tiểu bang Wisconsin cho biết ông dự tính bay tới đảo quốc này và gặp gỡ với các thành viên trong cái uh, lời phát biểu vào ngày 19 tây tháng Giêng vừa qua và ông cho biết rằng uh, ông sẽ gặp gỡ với ông Lai và từ ông Lai thì họ sẽ uh, có những cái uh, nói chuyện liên quan tới uh, vấn đề gọi là um, sắp xếp cái uh, lộ trình làm việc giữa Đảng cầm quyền và chính phủ của Hoa Kỳ cùng với lại bà Phó tổng thống là Sao uh, Bin Kim và ông Lai được xem là một nhân vật cấp tiến và ông sẽ thay thế bà Thái Văn trong vai trò tổng thống vào ngày 20 tây tháng 5 tức là khi mà bà Thái Văn sẽ từ chức và sẽ uh, uh, kết thúc nhiệm kỳ của bà và ông sẽ là người thay thế đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì Philippines bắt đầu cho khai triển tàu chiến của họ tới bờ biển phía đông của họ, uh, phía tây của họ để mà bảo đảm về cái quyền lợi an ninh hàng hải bản tin từ Manila cho biết thì Philippines đã cho khai triển một số tàu chiến của họ trên lãnh là lãnh hải của họ ở khu vực đảo Palawan đối diện với biển Đông nơi mà họ nói là sẽ bảo vệ cho quyền lợi hàng hải của họ theo một giới chức cho biết và trong điều này có thể gây nổi giận cho Trung Quốc bản tin mới nhất cho biết thì à, À, ông à, chỉ huy trưởng của tên là Commando à, Edward The Saigon đã cho biết rằng là lực lượng này và chiếc tàu chiến này sẽ bảo đảm chủ quyền và những hoạt động là trên biển của Philippines và gia tăng nỗ lực về bảo đảm an ninh hàng hải và quyền lợi của quốc gia ở mặt trận tiền tuyến. Đó là lời phát biểu của The Saigon à, đã, đã phát biểu trong một bản statement đã đưa ra và trong đó thì à, lực lượng này sẽ đi à, đi à, chiếc tàu chiến này sẽ đi tới và tuần tra ở trên khu vực của chiếc tàu chiến cũ của Hoa Kỳ gọi là BAB Emilio Jacinto là một cái chiếc tàu mà trước đây Hoa Kỳ đã bị đắm ở trên cái đệ nhị thế chiến và được lôi vào trong bãi cạn Scarborough và bãi cạn Second Thomas Shoal và nơi đây đang có sự đối đầu với phía Trung Quốc và hiện nay thì Trung khu vực này được mô tả là nơi có cái đường thương mại hàng hải lên tới 3, 3 tỷ 3 ngàn tỷ Mỹ kim là một phần trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, của Việt Nam, của Indonesia, Malaysia và Brunei và năm 2016 thì à, tòa án đã phán cho phía của Philippines thắng trong cái việc tranh chấp trên bãi cạn Scarborough một điều mà Bắc Kinh đã bác bỏ và hiện nay thì Philippines đã bắt đầu tăng cường mạng lưới quân sự của họ bao gồm luôn cả tàu chiến ở khu vực này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay bản tin từ Manila cho biết Philippines đã cho bắt giữ một người phụ nữ à, được xem là nằm trong danh sách khủng bố của Hoa Kỳ khi mà người này đã chuyển một số ngân quỹ cho các tổ chức Hồi giáo Islamic ở tại khu vực Đông Nam Á năm 2016. Người này có tên là Mina Mabaza, vốn là một à, nhân vật làm việc à, nằm ở trong cái à, tổ chức cái danh sách khủng bố của Hoa Kỳ và bị cấm vận bởi Hội đồng Bảo an Liên quốc đã bị bắt giữ ở cái thị trấn phía Nam thuộc tỉnh Sulu ở miền Nam Philippines sau khi mà lực lượng chống khủng bố của Philippines đã nhận được và đã bắt giữ người này. Mabajan được xem là liên can tới việc chuyển số tiền gần 100.000 Mỹ Kim cho Isla Isnilon Hapilon được xem là một trong những uh, lãnh đạo của nhóm hồi giáo Islamit là uh, tức là nhóm hồi giáo ISIS là lãnh đạo của khu vực Á Đông Nam Á và trong đó uh, được xem là một nhân vật khá quan trọng và thực hiện cái chủ nghĩa khủng bố và cái đế chế của hồi giáo tại đây. Habibin đã bị giết đã, đã bị sát hại từ năm 2017 trong một cuộc tấn công ở phía nam của cái thành phố gọi là Marawi và đã được xem là một trong những uh, nhân vật dân quân khá nguy hiểm và bà Ma Banja được xem là giúp để mà hỗ trợ cho nhóm hồi giáo ISIS và hoạt động tại Indonesia và Philippines họ sử dụng tiền này để mua vũ khí và huấn luyện dân quân cũng như là bắt đầu và chế tạo những cái vũ khí và bao gồm cả bom và việc bắt giữ bà này là một trong những cái hành động tích cực mà Philippines đã phối hợp với cái lực lượng gọi là chống tài trợ khủng bố của Hoa Kỳ đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn nhà lãnh đạo Kim Jong-un lại cho bắn thử hỏa tiễn địa đối hải ở trên biển. Bản tin mới nhất cho biết thì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho thử nghiệm một loại hỏa tiễn mới có tên gọi là địa đối hải vào ngày thứ tư sau khi mà ông ta viếng thăm hàng loạt các cái công xưởng sản xuất đạn dược tại đây và ông ta kêu gọi sự gia tăng về sản xuất vũ khí của, của Bắc Hàn theo tương trình của hãng thông tấn KCNA. Bắc Hàn đã phát động một loạt những cái uh, hỏa tiến đàn đạo vào bờ biển phía đông của họ vào ngày thứ tư theo tường trình của phía Nam Hàn cho biết và các cái cuộc thử này à, diễn ra trong vài tuần để đây và nó dường như là trước cái cuộc bầu cử vào tháng 4 à, của Nam Hàn và ông Kim cho biết là à, à Nam Hàn đã vi phạm vào cái chủ quyền của Bắc Hàn và đang chắc rằng phía họ sẽ có một cái giới hạn và sẵn sàng sẽ có cuộc chiến nếu cần thiết. Ông Kim đã ra lệnh cho lực lượng quân sự là phải tăng cường cái khả năng sản xuất về vũ khí à, để tăng cường khả năng quốc phòng của họ và điều quan trọng nhất là chúng ta phải đối đầu với lại khối Tây phương và phía Nam Hàn và những kẻ thù lúc nào cũng chờ chờ chờ, chờ, chờ xâm chiếm chúng ta. Chúng ta cần phải có cái thái độ mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền của nhà nước Bắc Hàn và chúng ta sẽ sẵn sàng chặn đứng bất kỳ một cuộc khiêu khích vũ trang nào. Đây là lời phát biểu của ông Kim đã đưa ra cái hỏa tiễn mới này có tên gọi là Padusuri 6 hay còn gọi là Sea Eagle 6 được xem là một trong những cái hỏa tiễn mà địa đối hải trong đó là có thể nhằm diệt các cái tàu chiến ở trên mặt biển đây được xem là một trong những vụ bắn thử mới nhất của Bắc Hàn trong việc thử nghiệm các loại vũ khí của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Bắc Hàn ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay Hoa Kỳ ủng hộ cho Nhật Bản có cuộc đối thoại với Bắc Hàn bản tin từ Tokyo cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ cho nỗ lực của Nhật Bản trong việc đối thoại với Bắc Hàn và hy vọng cuộc đối thoại này sẽ giải quyết được một những vấn đề lâu năm tồn tại giữa hai quốc gia, bao gồm vấn đề an ninh và vấn đề nhân quyền. Đặc sứ của Hoa Kỳ tại Bắc Hàn đã lên tiếng cho biết như trên. Thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida nói với nghị viện vào tuần trước là ông ta muốn có một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn trong vấn đề tính cách cá nhân để thảo luận ở mức độ cao với phía Bình Nhưỡng. Đài truyền hình của Nhật Bản lên tiếng cho biết là ông Kishida đang duyệt xét việc viếng thăm Nam Hàn ngày 20 tây tháng 3 để thảo luận về việc Bắc Hàn trước khi mà ông ta, ta gặp gỡ với lại phía của Bắc Hàn và trong khi Nam Hàn đang có cuộc bầu cử vào vào tháng Tư sắp tới đây tôi có thể nói đại diện cho chính phủ Nhật Bản làm thế nào để có thể uh, có các cuộc đối thoại với họ đó là lời phát biểu của Julia Turner được xem là đặc sứ của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề nhân đạo ở vấn đề nhân quyền của Bắc Hàn đã lên tiếng nói với lại uh, giới truyền thông trong lúc mà viếng thăm Tokyo và uh, về phía Hoa Kỳ chúng tôi rất rõ ràng chúng tôi mở ra các cuộc đối thoại với phía bắc hàn không cần điều kiện gì trước và chúng tôi sẵn sàng à, có những đối tác của chúng tôi và những đồng minh của chúng tôi làm việc này và chúng cho biết là các cuộc đối thoại này cần phải đưa ra giải pháp bao gồm luôn vấn đề an ninh ở khu vực vấn đề nhân quyền và việc mà à Nhật Bản đã có một số công dân của họ đã bị bắt Hàn bắt hàng bắt cóc từ nhiều thập niên trước đây là một điều mà được xem là tập trung về cái uh, mối quan hệ và căng thẳng giữa Nhật Bản và của Bắc Hàn. Một phiên chức khác không cho biết tên cho biết rằng là Washington đang tìm cách gọi là thúc đẩy Nhật Bản với Bắc Hàn có các cuộc đối thoại để có thể uh, giải quyết được cái vấn đề gọi là an ninh ở khu vực và vấn đề nhân quyền. Trước đó thì uh, cựu thủ tướng của Nhật Bản là ông Kisumi và nhà lãnh đạo Kim Jong Il năm 2002 đã từng có cuộc gặp gỡ mặt đối mặt trong lúc mà đôi bên đã tìm cách giảm đi căng thẳng và các cái mối quan hệ của họ là sụp đổ từ năm 2019 khi mà Hoa Kỳ đã bắt đầu có cái cuộc tiếp cận lại với Bình Nhưỡng và giờ đây thì phía Nhật Bản cho biết là họ sẽ sẵn sàng nói chuyện lại với phía Bắc Hàn để giải quyết ít nhất là 600 công dân của họ đã bị mất tích sau khi Bắc Hàn cho người bắt cóc từ nào thập niên 70 và cho tới giờ phút này dường, dường như là chưa có được cái con số chính xác là những người nào còn sống và như thế nào và phía Nhật Bản mong muốn rằng Bắc Hàn trao trả lại những người dân của họ tức là những công dân của họ đã bị bắt cóc bởi phía của Bắc Hàn đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và hôm nay bởi vì Phong bị cái bệnh và cho đó chỉ đưa tin thôi chắc là không có đọc comment được quý vị. Do đó thì mong là khán thính giả thông cảm cho và hy vọng là ngày mai ngày mốt khỏe lại thì là chương trình vẫn làm lại bình thường. Bởi vì ngày hôm nay thì sorry xin lỗi quý vị là cái cái bị bệnh khá nặng và ngày hôm qua là nằm liệt luôn, không có không có lên nổi luôn. Muốn bật lên để mà on air cũng không lên nổi luôn. Hôm nay đảo một chút thì mới bắt đầu làm việc lại. Tuy nhiên thì vẫn còn khá mệt do đó thì à, cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả là ngày hôm nay Phong chỉ làm à, cái chương trình này thôi và không có đọc comment của quý vị mong quý vị thông cảm cho cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị các bạn nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau Bye bye